Hello và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel của Loan Lộc để theo dõi những tin tức vlog cũng như giải trí. Ngày hôm nay là buổi chiều của ngày thứ ba, ngày 31 tháng 5 năm 2022. Loan Lộc kính chúc tất cả quý vị luôn luôn thật nhiều sức khỏe và vạn sự an lành. Giá xăng trung bình ở California vượt qua 6 đô la. Một người gốc Việt ở California bị truy tố vì đánh bắt hàng trăm con cua. Một công dân Mỹ đã nhận án chung thân vì tội ấu dâm với trẻ em Việt Nam. Colorado, chiếc thuyền chở 13 người lật úp, 2 người thiệt mạng. Tổng thống Joe Biden gặp chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang để thảo luận về kế hoạch chống lạm phát. Theo WHO, ngành công nghiệp thuốc lá gây ô nhiễm khủng khiếp mà ít người biết. 100 triệu người trên thế giới bị cưỡng bức di dời, cuộc khủng hoảng di cư mới bắt đầu. Tình hình liên quan chiến sự tại Ukraine, máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ đắt hàng sau màn thể hiện vượt trội tại Ukraine. Quân đội của Ukraine phá hủy xe bọc thép của Nga gần Zaporizhia. Chính quyền Kherson nói sẽ sớm sáp nhập vào Nga. Tàu hàng đầu tiên ra khơi sau khi Nga kiểm soát vùng Mariupol. Cả ngôi làng ở Anh, hơn 400 người cùng trúng số, tổng giá trị hơn 3,7 triệu bảng Anh. Một cô dâu bị phụ rể tấn công tình dục vào đêm tân hôn. Mỹ và Đài Loan thắt chặt an ninh thông qua liên kết mới. Tới Việt Nam, cái nhìn gợi tình, đá lông nheo sẽ bị xem là quấy rối tình dục ở Việt Nam. Thưa quý vị, tin đầu tiên của chiều ngày hôm nay, giá xăng trung bình ở California vượt qua 6 đô la. Giá khí đốt trung bình ở tiểu bang California lần đầu tiên đã vượt qua mức 6 đô la một gallon. Các tài xế ở California đang phải trả trung bình là 6 đồng mốt cho mỗi gallon khi họ dừng lại ở các trạm xăng, theo AAA. Đây là mức cao nhất mọi thời đại của tiểu bang. Mức trung bình trên toàn quốc là gần 4,59 cent một gallon, cũng là một kỷ lục. Cây xăng Chevron ở tại Alameda với mức giá là 7 đồng 25 cent cho một gallon đối với loại không chì thông thường và 7 đồng 75 cent đối với loại xăng cao cấp vào ngày thứ ba. Tại San Francisco thì giá trung bình là 6 đồng 44 đô la một gallon, mức giá cao nhất từng được ghi nhận. Một người gốc Việt ở California bị truy tố vì đánh bắt hàng trăm con cua. Một ngư dân gốc Việt ở California đã bị văn phòng biển lý ở San Francisco truy tố vào tuần qua do đánh bắt cua bất hợp pháp trong khu vực North Farallon Island State Marine Reserve, vốn là nơi được bảo vệ theo luật định. Bản tin của hãng thông tấn AP vào ngày thứ ba 31 tháng 5 nói rằng các điều tra viên của Sở Bảo vệ Thủy sản và Động vật hoang dã tiểu bang California CDFW cho hay họ tìm thấy hơn 97 bắc cua trong khu vực bảo tồn thiên nhiên ở ngoài khơi của bờ biển Bắc California, nơi tất cả mọi hoạt động đánh bắt đều bị cấm. Phụ tá của giám đốc CDFW, ông Eric Core cho biết trong một bản thông cáo gửi đến báo chí rằng các giới chức của chúng tôi nhận được báo cáo từ một ngư dân nói rằng ông ta thấy 7 bắc cua đặt trong vùng bảo vệ thủy sản. Ông ta lo ngại rằng hành động bất hợp pháp kia sẽ khiến cho các cư dân khác bị mang tiếng. Các nhân viên điều tra thấy rằng các phao nổi và dấu hiệu là các bẫy bắt cua được cho là của tàu đánh cá Pacific Mist. Chiếc tàu này do ông Tam Văn Trần làm chủ, ông là một ngư dân chuyên nghiệp và cũng là cư dân của thành phố Vallejo trong khu vực San Francisco Bay. Có hơn 250 con cua Dungeness, thường gọi là cua đá Canada, từ các bẫy này được trả trở lại biển. Và theo văn phòng biển lý của San Francisco nói, hành động đánh bắt bất hợp pháp trong khu vực bảo vệ thủy sản là hành vi làm lợi bất chính. Đây là tội tiểu hình và có thể bị phạt từ 5.000 cho tới 40.000 đô la cho lần vi phạm đầu tiên. Ông Trần đang phải đối mặt một số khoản tiền phạt có thể xảy ra. Các công tố viên yêu cầu tòa án trong đơn kiện đánh giá khoản tiền phạt 2.500 đô la cho mỗi cáo buộc, tương đương là 912.500 đô la cho 365 vi phạm được cáo buộc. Một công dân Mỹ đã nhận án chung thân vì tội ấu dâm với trẻ em Việt Nam. Tổng lãnh sự quán tại Sài Gòn cho biết một công dân nước Mỹ đã bị kết án tù chung thân tại một tòa án ở Florida sau khi hắn thừa nhận phạm các tội danh liên quan đến ấu dâm trẻ em ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Trong thông cáo phát ra chiều ngày 31 tháng 5, Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Sài Gòn cho biết công dân Mỹ Christopher Edwin Day bị kết án chung thân tại tòa án quận Trung Florida của Mỹ vào ngày 16 tháng 5. Vụ án này bắt đầu từ mùa hè của năm 2016 khi một tổ chức phi chính phủ ở địa phương NGO tại Hà Nội báo cáo vụ việc có khả năng là lạm dụng tình dục một bé trai với cơ quan điều tra an ninh nội địa Mỹ SSI tại Việt Nam.
SSI tại Việt Nam đã làm việc với Bộ Công an Việt Nam và Văn phòng An ninh khu vực Bộ Ngoại giao Mỹ tại Hà Nội để xác định và phỏng vấn hơn 10 nạn nhân của Day cùng bố mẹ của nạn nhân. Các đặc vụ Mỹ đã bắt được Christopher Edwin Day, 49 tuổi vào tháng 8 năm 2019. Bị cáo đã di chuyển thường xuyên giữa Việt Nam và Florida trong nhiều năm để gặp gỡ và lạm dụng tình dục các trẻ em nam dưới tuổi vị thành niên. Đi kết bạn trực tuyến với các em này và gạ gẫm, sau đó tìm cách mua sự im lặng của các bằng chứng bằng tiền và quà tặng. Theo cáo trạng thì bắt đầu khoảng tháng 12 năm 2014, Christopher đã sử dụng các thiết bị điện tử để dụ dỗ trẻ em vị thành niên người Việt Nam tham gia vào hoạt động tình dục trái pháp luật. Tiếp đó từ tháng 3 năm 2015 đến tháng 6 năm 2016, nghi phạm này tiếp tục đi tới nhiều tiểu bang của Mỹ và nước ngoài tìm kiếm trẻ em vị thành niên với mục đích tương tự. Trong quá trình kết án thì một nạn nhân đã chia sẻ những hệ quả nặng nề do bị D lạm dụng. Theo lời khai thì nạn nhân phải nghỉ học, chịu đựng chứng mất ngủ và gặp khó khăn trong giao tiếp xã hội và duy trì việc làm. Lời khai của chàng trai trẻ này nêu bật những tác động rất xấu, sâu sắc, kéo dài của một tội án bóc lột tình dục đối với nạn nhân. Tùy viên quốc gia Việt Nam SSI cho biết, tôi chỉ hy vọng rằng khi biết kẻ lạm dụng không thể tiếp tục làm hại bất cứ trẻ em nào khác, sẽ an ủi phần nào và giúp nạn nhân bắt đầu được chữa lành. Colorado, chiếc thuyền chở 13 người lật úp, 2 người thiệt mạng. Hai người đã thiệt mạng sau khi một chiếc thuyền chở 13 người bị lật ở hồ Pueblo ở Colorado vào cuối tuần lễ tưởng niệm, các viên chức cho biết. Một cuộc gọi kêu cứu đến ngay sau 7 giờ rưỡi tối của ngày Chủ nhật và các nhân chứng cho biết đã nhìn thấy một chiếc thuyền chở 8 trẻ vị thành niên và 5 người lớn bị lật úp trong hồ gần khu dã ngoại ở phía Bắc. Công viên và động vật hoang dã Colorado cho biết trong một bản tin, con thuyền bị lật khi gió lớn trong hồ nước rộng hơn 4.600 acre bề mặt nước và 60 dặm bờ biển. Hồ Pueblo cách Colorado Springs khoảng 40 dặm về phía nam. Khi các viên chức đến hiện trường, họ phát hiện nhiều người trong vùng nước 60 độ F. Lực lượng kiểm lâm công viên và động vật hoang dã Colorado đã phản ứng bằng thuyền và giải cứu 8 trẻ vị thành niên, 3 người lớn, đồng thời vớt được thi thể của một người phụ nữ có vẻ đã chết đuối. Người phụ nữ được xác định là Jessica Prindle, 38 tuổi, ở Pueblo West, cơ quan điều tra quận Pueblo cho biết. Và các quan chức cho biết là 11 người sống sót phải nhập viện để điều trị hạ nhiệt thân thể và các vết thương khác. Một trẻ vị thành niên cũng đã được đưa đến bệnh viện. Cuộc tìm kiếm người lớn mất tích còn lại kéo dài sang thứ hai với thiết bị sonar được mang đến và cuộc tìm kiếm đã phải bị tạm dừng cho đến 10 giờ tối vì gió lớn. Và một thi thể cũng đã được tìm thấy vào sáng ngày thứ ba bởi đội phục hồi bằng chứng hàng hải của công viên Colorado và động vật hoang dã MERT. Nhóm MERT của chúng tôi đã làm việc suốt đêm và khoảng 5 giờ 45 phút sáng, chúng tôi đã tìm thấy một nạn nhân ở độ sâu 107 feet nước. Joe Stateman là quản lý công viên tại hồ Pueblo và thành viên của nhóm MERT cho biết trong một thông báo. Thi thể đã được giao cho văn phòng điều tra viên của quận Pueblo để nhận dạng và xác định nguyên nhân chính thức của cái chết. Các viên chức của công viên và động vật hoang dã Colorado cho biết nếu nạn nhân được xác định đã chết đuối do nước, đây là nạn nhân chết đuối lần thứ 8 ở tiểu bang này trong năm nay. Tổng thống Joe Biden gặp Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang để thảo luận về kế hoạch chống lạm phát. Tổng thống Joe Biden sẽ gặp Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell để thảo luận về kế hoạch chống lạm phát của chính quyền. Tòa Bạch Ốc cho biết, Tổng thống Joe Biden có kế hoạch nói chuyện với Powell về tình trạng của nền kinh tế Mỹ và toàn cầu và ưu tiên y tế hàng đầu của Tổng thống giải quyết lạm phát khi chúng ta chuyển từ giai đoạn phục hồi kinh tế lịch sử sang tăng trưởng ổn định. Cuộc gặp của Tổng thống Joe Biden với ông Powell tại phòng bầu dục trong thời điểm ông phải vật lộn với xếp hạng đánh giá sự ủng hộ của người dân rất thấp và những lời chỉ trích từ khắp nơi. Những người đổ lỗi cho ông về những rắc rối của nền kinh tế. Tuy nhiên, ông đã chỉ ra cuộc chiến ở Ukraine và các vấn đề về chuỗi cung ứng khiến cho giá khí đốt và các nhu yếu phẩm khác tăng cao. Nó cũng diễn ra khoảng 5 tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11, đe dọa loại bỏ đảng Dân Chủ khỏi các vị trí đa số của họ trong Hạ viện và Thượng viện. Trong một bài báo được xuất bản bởi The Wall Street Journal vào ngày thứ Hai, ông Biden đã đưa ra ý tưởng của mình để chống lạm phát, bao gồm kể cả kế hoạch sửa đổi thuế, giảm thâm hụt, làm cho nhà ở có giá cả phải chăng hơn và giảm chi phí thuốc theo tòa.
Ông cho biết là cơ quan dự trữ liên bang có trách nhiệm chính trong việc kiểm soát lạm phát, đồng thời nói thêm rằng ông sẽ không cố gắng gây ảnh hưởng đến các quyết định của Hội đồng dự trữ liên bang. Ông cũng cho biết là Quốc hội có thể giúp đỡ ngay lập tức bằng cách thông qua các khoản tín dụng thuế năng lượng sạch và các khoản đầu tư mà ông đề xuất. Nhiều CEO và các công ty tiện ích lớn nhất nước Mỹ đã nói với tôi vào đầu năm nay rằng kế hoạch của tôi sẽ giảm $500 hóa đơn điện nước hàng năm của một gia đình trung bình. Ông Biden viết, chúng tôi cũng có thể giảm chi phí hàng hóa hàng ngày bằng cách sửa chữa các chuỗi cung ứng bị hỏng, cải thiện cơ sở hạ tầng và giảm mức phí cắt cổ mà các công ty vận tải đường biển nước ngoài tính để vận chuyển sản phẩm. Ông cho biết Mỹ cần tiếp tục giảm thâm hụt liên bang để giúp cho giảm giá, điều mà ông nói có thể được thực hiện thông qua các đề xuất thay đổi thuế của ông. Theo WHO, ngành công nghiệp thuốc lá gây ô nhiễm khủng khiếp mà ít người biết. Vào ngày 31 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, ngành công nghiệp thuốc lá là mối đe dọa lớn hơn nhiều so với những gì chúng ta biết. Đây là một trong những tác nhân gây ô nhiễm lớn nhất thế giới. WHO cho rằng ngành công nghiệp thuốc lá đã góp phần gây ra tình trạng suy thoái rừng trên diện rộng, làm chuyển mục đích sử dụng của tài nguyên đất và nước khỏi sản xuất lương thực, đặc biệt ở các nước nghèo, thải ra chất thải nhựa, hóa chất và hàng triệu tấn carbon dioxide đã gây ô nhiễm. Trong báo cáo nhân ngày Thế giới không thuốc lá, WHO kêu gọi ngành công nghiệp thuốc lá phải chịu trách nhiệm và chi trả cho việc làm sạch môi trường. Báo cáo có tên Thuốc lá, đầu độc hành tinh của chúng ta đã đánh giá tác động của toàn bộ chuỗi sản xuất từ trồng đến sản xuất các sản phẩm thuốc lá, tiêu thụ và thải bỏ. Mặc dù tác động của thuốc lá đối với sức khỏe đã được ghi nhận trong nhiều thập niên và hút thuốc lá vẫn gây ra hơn 8 triệu ca tử vong trên toàn thế giới mỗi năm, báo cáo mới tập trung về những hậu quả môi trường của thuốc lá. Gudiger Craig, giám đốc WHO về tăng cường sức khỏe nói với hãng tin AFP, phát hiện mà báo cáo chỉ ra là rất khủng khiếp. Ông ta nhấn mạnh rằng ngành công nghiệp thuốc lá là một trong những tác nhân gây ô nhiễm lớn nhất mà chúng ta biết. Cụ thể, nó đã làm mất 600 triệu cây mỗi năm, trồng và sản xuất thuốc lá sử dụng 200.000 hectare đất, 22 tỷ tấn nước hàng năm và thải ra 84 triệu tấn carbon dioxide. Ngoài ra, các sản phẩm thuốc lá là mặt hàng bị xả rác nhiều nhất trên hành tinh. Nó chứa hơn 7.000 hóa chất độc hại có thể xâm nhập vào môi trường khi bị thải bỏ, ông Craig đã nói. Và theo ông, cứ mỗi một đầu lọc trong khoảng 4,5 ngàn tỷ đầu lọc thuốc lá thải ra đại dương, sông ngòi, vỉa hè và bãi biển hàng năm có thể gây ô nhiễm 100 lít nước. Có tới 1/4 tổng số nông dân trồng thuốc lá bị bệnh gọi là thuốc lá xanh, tình trạng ngộ độc do nicotine họ hấp thụ qua da. Với những nông dân phải làm việc với thuốc lá cả ngày, họ hấp thụ lượng nicotine tương đương hút 50 điếu thuốc mỗi ngày. Ông Craig đã nói, tình hình thật đáng lo ngại khi có nhiều trẻ em cũng liên quan đến việc trồng thuốc lá. Thuốc lá được trồng phần lớn ở các nước nghèo, nơi việc trồng loại cây này là sự đánh đổi với việc sản xuất lương thực thiết yếu. Trồng thuốc lá cũng gây suy thoái rừng toàn cầu với mức khoảng 5% và làm cạn kiệt các nguồn nước. Chưa hết, quá trình chế biến và vận chuyển thuốc lá tạo ra tỷ lệ đáng kể trong lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu, tương đương với 1/5 lượng khí thải carbon của ngành hàng không toàn cầu. Các sản phẩm như thuốc lá điếu, thuốc lá không khói và thuốc lá điện tử cũng góp phần đáng kể vào việc tích tụ ô nhiễm nhựa. Báo cáo của WHO cho biết, các đầu lọc thuốc lá chứa vi nhựa, những mảnh nhựa nhỏ được phát hiện ở mọi đại dương và là hình thái ô nhiễm nhựa cao thứ hai trên thế giới. WHO nhấn mạnh không có bằng chứng chứng minh thuốc điếu đầu lọc mang lại bất cứ lợi ích sức khỏe nào so với thuốc lá không đầu lọc. WHO kêu gọi các nhà hoạch định chính sách trên thế giới xem đầu lọc thuốc lá là đồ nhựa dùng một lần và xem xét cấm chúng. Theo báo cáo, người đóng thuế trên khắp thế giới đã phải trả chi phí để dọn dẹp những gì mà ngành công nghiệp thuốc lá đã gây ra. Ở Trung Quốc chi khoảng 2,6 tỷ đô la, Ấn Độ là khoảng 766 triệu, Brazil, Đức là trả khoảng 200 triệu mỗi năm để mà làm sạch rác các sản phẩm thuốc lá. WHO đã nhấn mạnh các quốc gia nên tuân thủ nguyên tắc người gây ô nhiễm trả tiền như ở Pháp và Tây Ban Nha. Theo ông Crest, ngành công nghiệp thuốc lá cần phải trả tiền cho những sự ô nhiễm mà họ gây ra. 100 triệu người trên thế giới bị cưỡng bức di dời, cuộc khủng hoảng di cư mới bắt đầu.
Lần đầu tiên, ước tính hơn 100 triệu người trên toàn thế giới bị cưỡng bức di dời, theo biệt ngữ của cơ quan về người tị nạn của Liên Hiệp Quốc UNHCR. Thế giới đang bước vào cuộc khủng hoảng di cư mới. Hàng triệu phụ nữ và trẻ em Ukraine đã chạy trốn khỏi sự xâm lăng của Nga chỉ trong 3 tháng qua. Bên cạnh đó, hàng triệu người khác thường ít được thấy trên các phương tiện truyền thông phương Tây đã chạy trốn bạo lực ở những nơi như Ethiopia, Burkina Faso, Myanmar, Afghanistan hoặc là Cộng hòa Dân chủ Congo. Cả con số và sự đau khổ của người tị nạn đều trở nên tồi tệ hơn. Cuộc chiến kéo dài ở Ukraine, một vựa bánh mì hiện không thể xuất khẩu lúa mì và các mặt hàng chủ lực khác, đã châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu sắp xảy ra. Ở châu Phi, Trung Đông và các nơi khác sẽ phải đối mặt với nạn đói. Ông Margaritis, ủy viên Liên minh châu Âu phụ trách vấn đề di cư, nói với hãng tin Bloomberg rằng ông còn chờ đợi một cuộc khủng hoảng tị nạn khác. Lần này thì mọi người sẽ đi bằng xuồng qua Địa Trung Hải thay vì trên các chuyến tàu qua Ukraine và Ba Lan. Nó sẽ lộn xộn hơn. Ông nhận định rằng như thể tất cả những cuộc khủng hoảng khác vẫn chưa đủ lộn xộn. Ông cho biết tình trạng thiếu hụt lương thực trầm trọng sẽ khiến những người đang tìm kiếm thức ăn đổ về châu Âu. Tình trạng di cư sẽ hỗn loạn hơn nhiều so với cuộc di cư của hàng triệu người Ukraine do chiến tranh gây ra. Ông nói sẽ không thể kiểm soát được tình trạng di cư vì đói. Ông chỉ ra viễn cảnh những người di cư cố gắng tìm đường bằng thuyền. Khi đón những người tị nạn Ukraine, người dân châu Âu có hàng loạt phản ứng rất khác nhau. Tại ga xe lửa ở Munich, nhiều người Đức chào đón những người mới đến bằng nước đóng chai, gấu bông và những cái ôm. Tuy nhiên, lại có những người Đức tỏ ra phẫn nộ về sự hỗn loạn và muốn ngăn những người tị nạn ra ngoài. Hầu hết người tị nạn đều lặng lẽ, e ngại. Một sự phân hóa tương tự về thái độ cũng khiến toàn bộ châu Âu bị ảnh hưởng. Các quốc gia như Hungary đã quay lưng lại với những người tị nạn bằng dây thép gai và vòi rồng. Trong khi đó, Mỹ cũng phải đối mặt với làn sóng di dân lớn nhất trong 20 năm qua. Số người từ Trung Mỹ và Mexico muốn vượt biên giới vào Mỹ tăng đều từ tháng 4 năm 2020 cho đến nay. Nguyên nhân họ ra đi là muốn thoát khỏi nghèo đói, bạo lực và tham nhũng ở Mexico cũng như vùng tam giác phía Bắc, bao gồm Guatemala, Honduras và El Salvador và gần đây nhất là Ukraine. Áp lực về vấn đề người di cư đối với Mỹ đã tăng lên trong vòng 2 năm qua. Mỗi tháng, cơ quan quản lý biên giới nước này phải trục xuất trung bình khoảng 220.000 người vượt biên từ Mexico qua Mỹ. Tình hình liên quan chiến sự tại Ukraine, máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ đắt hàng sau màn thể hiện vượt trội tại Ukraine. Quân đội của Ukraine phá hủy xe bọc thép của Nga gần Zaporizhia. Chính quyền Kherson nói sẽ sớm sáp nhập vào Nga. Tàu hàng đầu tiên ra khơi sau khi Nga kiểm soát vùng Mariupol. Felikhai cho biết một tàu chở kim loại hôm nay sẽ rời cảng Mariupol để đến Nga, đánh dấu tàu đầu tiên rời thành phố miền nam Ukraine kể từ khi Moscow kiểm soát. Hôm nay 2.500 tấn thép cuộn đã rời cảng Mariupol và hướng tới Rostov. Denis Pushilin, lãnh đạo Felikhai thân Nga tại Donetsk thông báo trên Telegram vào ngày 31 tháng 5, nhưng không nói cụ thể số kim loại này sản xuất ở đâu. Trung tâm giao thông này rất quan trọng với Donbass vì đây là cảng lớn nhất ở biển Azov và là cảng duy nhất có thể bốc xếp đủ loại hàng hóa, kể cả trong mùa đông. Ombudsman Lyudmila Denisova là quan chức nhân quyền của Ukraine đã cáo buộc Nga đánh cắp số hàng này. Sau khi đánh cắp ngũ cốc của Ukraine, phe chiếm đóng lại xuất khẩu thép từ Mariupol, bà đã viết trên Telegram. Mentivet là nhà sản xuất thép lớn nhất Ukraine cuối tuần trước bày tỏ lo ngại Nga có thể sử dụng tàu mắc kẹt ở Mariupol để lấy cắp và buôn lậu sản phẩm luyện kim của tập đoàn, đồng thời cáo buộc Nga cướp bóc. Mariupol là cảng nhộn nhịp thứ hai ở Ukraine sau cảng Odessa ở Hắc Hải. Giới chức vùng Kherson miền nam Ukraine dự định sáp nhập hoàn toàn để trở thành một phần lãnh thổ chính thức của Nga trong tương lai gần. Kirill Skripmosov, phó tỉnh trưởng chính quyền quân sự dân sự vùng Kherson, hôm nay tiết lộ với hãng thông tấn TASS về dự định sáp nhập vào Nga. Khu vực Kherson dự định gia nhập Liên bang Nga trong tương lai gần, trở thành một phần chính thức của Nga, quan chức này đã nói. Hồi đầu tháng này, giới chức của Kherson cũng tiết lộ ý định sáp nhập Nga khi nói rằng trước cuối năm nay, Kherson sẽ hoàn toàn chịu sự quản lý của luật pháp Nga. Họ cho biết sẽ gửi đề nghị lên Tổng thống Putin mà không cần tổ chức trưng cầu dân ý. Nga kiểm soát thành phố Kherson từ ngày 3 tháng 3. Đây là đô thị lớn đầu tiên của Ukraine mà Moscow kiểm soát sau khi mở cuộc chiến tại Ukraine.
Quân đội Ukraine cho biết họ đã phá hủy thành công hai xe bọc thép chiến đấu bộ binh đổ bộ BMD-4M. Các cuộc không kích diễn ra gần thành phố Zaporizhia ở khu vực Zaporizhia Oblast, miền đông nam của Ukraine. Trung tâm liên lạc chiến lược Stratcom ngày 30 tháng 5 cho biết các lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục tiêu diệt quân chiếm đóng của Nga. Hai chiếc BMD-4M mà quân Ort đã sử dụng để gây rối các vị trí bộ binh của chúng tôi ở Zaporizhia trong nhiều đêm liên tiếp đã bị tiêu diệt. Hãy tin tưởng vào lực lượng vũ trang Ukraine. Ukraine sẽ chiến thắng. Nhà sản xuất máy bay không người lái Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết màn thể hiện vượt trội của loại máy bay này tại Ukraine đã khiến cho nhiều quốc gia trên thế giới muốn sở hữu nó. Theo nhà sản xuất máy bay này ở Thổ Nhĩ Kỳ, công ty đang nhận được sự quan tâm của các khách hàng từ khắp nơi trên thế giới. Sekhet Berektar, người điều hành sản xuất Baykar ở Istanbul, khẳng định loại máy bay không người lái của họ là một minh chứng cho thấy công nghệ chiến tranh hiện đại như thế nào. Máy bay Bayraktar TB2 đang làm những gì nó phải làm, hạ gục các hệ thống phòng không, hệ thống pháo và xe bọc thép tiên tiến nhất trên thế giới. Cả thế giới đang muốn là khách hàng của chúng tôi, ông đã nói. Ông là con rể của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và là cựu sinh viên của Học viện Công nghệ Massachusetts chia sẻ. Cả ngôi làng ở Anh, hơn 400 người cùng trúng số, tổng giá trị hơn 3,7 triệu bảng Anh. 536.435 cư dân ở một ngôi làng nhỏ tại Brimley thuộc xứ Wales của Anh đã rất vui mừng khi biết tin trúng xổ số với tổng giá trị lên tới 3,7 triệu bảng Anh. Được biết đây là chương trình xổ số mã bưu điện People Postcode Lottery. Những người tham gia sẽ ghi danh bằng mã bưu điện và trả khoảng 10 bảng Anh cho mỗi tháng. Những người trúng thưởng đợt này sống tại khu vực có mã bưu điện là MP22-5DL. Trong lần trúng thưởng này, đáng chú ý có 9 người là hàng xóm của nhau. Ông Edward Owen, 76 tuổi, mua 2 tấm vé số và giành giải thưởng 370.000 bảng Anh. 8 người còn lại, mỗi người giành được 185.000 bảng Anh. Vốn là công nhân của nhà máy thép đã về hưu, ông Owen cho biết rất là vui mừng. Ông dự định sẽ mua một chiếc xe mới và dành số tiền còn lại để đi du lịch vòng quanh thế giới. Chị Lisa Scanlon, 43 tuổi, là nhân viên kiểm tra chất lượng tại một nhà máy sản xuất chocolate và là người giành giải 185.000 bảng Anh. Hiện tại, chị chưa dự định sẽ chi tiêu khoản tiền này như thế nào, nhưng đang ấp ủ một chuyến đi du lịch tới Maldives để xả hơi. Rất là vui. Cả một ngôi làng mà ai cũng trúng hết. Quá là mừng quý vị ha. Một cô dâu bị phụ rể tấn công tình dục vào đêm tân hôn. Cô dâu bị tấn công bởi một người bạn 42 tuổi của chồng sau lễ cưới và tiệc chiêu đãi của họ tại một khách sạn ở trung tâm thành phố Singapore. Kẻ tấn công đã bị tòa án Southeast Asian City State kết tội vào ngày thứ Hai 31 tháng 5 về một tội quấy rối tình dục và một tội xâm nhập tình dục một phụ nữ mà không có sự đồng ý của cô ấy. Công tố viên Ji Wen và Go Yong-nghe đã đưa ra trước tòa các chi tiết của vụ tấn công xảy ra vào tháng 10 năm 2016 và được báo Straits Times đưa tin vào tuần này cho vụ kết án. Các luật sư cho biết bữa tiệc kết thúc vào lúc 11 giờ đêm, nhưng hai người mới cưới cùng với phụ dâu, phụ rể của họ quay lại khu vực phòng khách của dãy phòng cô dâu để tiếp tục uống rượu. Cô dâu vì quá kiệt sức nên quyết định đi vào phòng ngủ kế bên, nơi cô đang tắm trong phòng tắm riêng và đi ngủ, trong khi bữa tiệc vẫn tiếp tục ở phòng bên cạnh. Nhưng cô đã thức dậy trong đêm với một người nào đó đã chạm vào mình bên dưới chiếc váy ngủ và thực hiện một hành vi tình dục với cô ấy. Ban đầu cô nghĩ người đàn ông đó là chồng mình, nhưng sau đó cô đã kinh hãi nhận ra không phải là chú rể. Một trong các công tố viên đã nói với tòa án, cô ấy sau đó đã cố gắng nhìn vào người đó và trong khi không thể nhìn thấy khuôn mặt của người đó trong bóng tối, cô ấy đã nói là khuôn mặt nó lớn hơn nhiều so với khuôn mặt của chồng mình. Sau đó thì cô hỏi là ông là ai, nhưng không nhận được câu trả lời. Cô cảm thấy sợ hãi và đã rời khỏi phòng để tìm chồng mình. Và cô đã thấy chú rể đang nằm một mình trên ghế sofa ngoài phòng khách. Và cô cũng đã nhận ra người đàn ông vừa rồi là ai. Anh ta thừa nhận là đã chạm vào cô nhưng phủ nhận thêm bất cứ điều gì khác. Người chồng của cô yêu cầu người đàn ông rời đi và đưa người vợ mới của mình đến đồn cảnh sát để trình báo về vụ tấn công này. Kẻ tấn công đã nói rằng hắn thức dậy trên giường và mất phương hướng, không biết làm thế nào. Hắn đã bò qua đến phòng và cho rằng hắn đang ở nhà. Hắn nói hắn đưa tay để vuốt ve người mà hắn nghĩ là vợ của mình, nhưng đã dừng lại khi nghe tiếng không giống như của người vợ. Hắn đã phủ nhận việc xâm hại tình dục nạn nhân.
nhân. Người này sẽ bị kết án vào ngày 21 tháng 7 và có thể bị phạt tù đến 20 năm và bị phạt tiền hoặc trừng phạt vì tội nghiêm trọng nhất là xâm hại tình dục một người mà không có sự đồng ý. Tội lạm dụng tình dục cũng có mức án phạt tiền hoặc phạt tù cũng như lên đến 2 năm tù giam. Rất là nhiều người cứ mọi chuyện xảy ra đều đổ thừa cho rượu mà ra. Nhưng mà thực tế rượu là một phần. Nhưng mà cái yếu tố mà sự ham muốn trong cơ thể của mình thì nó cao hơn nhiều. Mỹ và Đài Loan thắt chặt an ninh thông qua liên kết mới. Người đứng đầu Đài Loan Thái Anh Văn ngày 31 tháng 5 cho biết Ngũ Giác Đài đang lên kế hoạch cho việc cùng làm việc giữa vệ binh quốc gia Mỹ với lực lượng phòng vệ Đài Loan, thắt chặt an ninh của hai nước. Tiếp Thượng nghị sĩ Mỹ Tammy Duckworth ở Đài Bắc hôm nay, bà Thái lưu ý rằng bà Duckworth là một trong những người bảo trợ chính của đạo luật Đài Loan, vốn nhận được sự ủng hộ của cả hai đảng, đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ, nhưng chưa trở thành luật. Theo đó, thì Bộ Quốc phòng Mỹ đang cố gắng lên kế hoạch làm việc giữa vệ binh quốc gia Mỹ và các lực lượng phòng vệ của Đài Loan. Bà Thái cho hay, nhưng không cung cấp chi tiết. Chúng tôi mong sự cùng làm việc với Mỹ và Đài Loan ngày càng sâu sắc và thắt chặt hơn về nhiều vấn đề an ninh khu vực. Bà nhấn mạnh và phát biểu trong cuộc gặp nhau với Viện trưởng Hành chính Viện Đài Loan Tô Trinh Sương. Thượng nghị sĩ Douglas cho hay, tháp tùng chuyến đi Đài Bắc của bà còn có giám đốc chương trình chính phủ SPP thuộc vệ binh quốc gia Mỹ mà sẽ cùng làm việc với quý vị về thiết lập khả năng phòng thủ tổng thể. Bà Douglas thông tin cung cấp. SPP kết hợp đơn vị thuộc vệ binh quốc gia Mỹ với nước khác để huấn luyện giúp đỡ và làm việc với nhau. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản đối chuyến thăm Đài Bắc của bà Douglas. Theo Reuters, Trung Quốc gần đây đã tăng cường các hoạt động quân sự gần Đài Loan để trả lời cho sự xuất hiện của Tổng thống Joe Biden khi đến thăm châu Á. Tên Việt Nam, cá nhìn gợi tình, đá lông nheo sẽ bị xem là quấy rối tình dục ở Việt Nam. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp vừa hoàn thiện dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc, với nhiều quy định mơ hồ khiến người dân rất là hoang mang. Theo dự thảo mới được đưa trên cơ sở cập nhật Bộ Quy tắc mới của năm 2015, hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc được phân chia thành 3 hình thức. Quấy rối bằng hành vi mang tính thể chất như là có những cử chỉ động chạm cơ thể hoặc là gợi ý tấn công tình dục, kế đến là quấy rối bằng lời nói trực tiếp qua điện thoại, phương tiện điện tử có nội dung tính dục, nhận xét không phù hợp về xã hội văn hóa, có lời lẽ khiếm nhã về trang phục cơ thể của người nào đó khi có mặt hoặc nhằm vào họ, mời đi chơi mang tính cá nhân riêng tư một cách liên tục. Cuối cùng là quấy rối tình dục phi lời nói, gồm dùng ngôn ngữ, cơ thể, nhìn gợi tình, nháy mắt liên tục, biểu hiện không đứng đắn, dùng cử chỉ ngón tay, phô bày tài liệu khiêu dâm, gửi ảnh đồ vật, tin nhắn liên quan đến tình dục. Dù bộ quy tắc này không phải là văn bản pháp lý, không bắt buộc áp dụng, nhưng được khuyến nghị áp dụng tại tất cả các doanh nghiệp dưới dạng nội quy hoặc quy định riêng trong phụ lục nhằm làm sạch môi trường làm việc tại các cơ quan đơn vị. Vào hồi năm 2015, lần đầu tiên các cơ quan quản lý đưa ra bộ quy tắc và khuyến nghị áp dụng cho toàn thể doanh nghiệp, nhưng khó thực hành do doanh nghiệp không sẵn lòng thực hiện khi không phải là văn bản pháp luật, không có chế tài xử phạt. Và lần này, tuy mới là dự thảo, nhưng mà công luận đã lên tiếng về sự bất cập, mơ hồ, khó áp dụng của bộ quy tắc sửa đổi mới nhất này. Có nhiều thắc mắc về quy định mới, ví dụ như là định nghĩa thế nào là nhìn gợi tình, rồi nếu như ngứa mắt thì không được nháy mắt à. Để tôi hỏi cái vụ nhìn gợi tình một cái, có cô kia mặc áo hỏi nhiều chỗ quá, khiến tôi không tập trung được vì mãi nhìn cô ta, như vậy là tôi sai hay là cô ấy sai? Trong khi đó thì độc giả đã châm biếm, tôi bị lé, vừa bị cái tật là nháy mắt liên tục. Kiểu này thì chắc không dám ra chỗ đông người, chỗ công sở rồi. Tôi xin hỏi, đã có quốc gia nào trên thế giới quy định những điều tương tự hay chưa? Cái quy định cũng lạ ha. Khi mà nhìn, mà cặp mắt mà nhìn đắm đuối vào cái người nào đó, cái người kia cũng cảm thấy giống như là có một cái gì nó xỉa vô, cũng có thể. Nhưng mà vừa nhìn mà vừa đá mắt nữa, cũng hơi khó ha. Phải để ý người ta mới đá mắt lông nheo. Hồi đó mà dù như anh gặp em đá lông nheo cái, vậy là gợi tình hả? Vậy là bị tôi kiện được đó. Ồ vậy hả? Kiện quấy rối tình dục đó. Mới gì đá xong có bằng chứng. Nhưng đây chỉ mới là bản thảo được đưa ra thôi, chứ không phải là luật.
nhưng mà nên áp dụng tại các cơ quan, tại vì chắc trong cơ quan nhiều người bị đá nhau nhiều lắm, đá mắt nhiều lắm, đúng không? Nháy mắt. Rồi, tình chính đã hết, giờ tới phần tin phụ nha. Hôm nay giường hoa di động tiếp đi. Đúng là một cái giường bông. Một cái giường bông ngọn chỗ không có di động. Bông bên kia cũng đâu thua kém. Lộc đâu thua kém gì đâu hả quý vị. Ừ, nói người ta mà không nhìn mình. Kệ đi, hai vợ chồng bông nha. Hôm nay cái chuyện gì đây? Chuyện bông lộc. Chuyện vui vui. Hồi nãy mới nói nghe cái vụ mà đá mắt đó, thì có cái câu chuyện cũng liên quan đến mắt. Dạ. Chuyện gì? thì chuyện gì vậy? Thì có hai bà cháu dẫn nhau đến một cái chỗ mà khám mắt để mà chữa mắt đó quý vị. Thì ông bác sĩ mới hỏi: ủa, hai bà cháu đến đây để mà khám mắt cùng lúc luôn hả? Bà này mới nói: không, tôi khám mắt con mình thôi à. Ủa, bà khám mắt mình thì bà để cháu ngoài đi, đem vô đây làm chi? Bà này mới trả lời: ông biết không, tôi không biết đọc chữ, bởi vậy có một đứa cháu này ngồi kế bên để mà nó giúp tôi đọc vậy thôi. Vậy đi khám mắt làm chi trời. Chữ để coi mắt mà tốt mờ hay là mắt rõ đó, cháu đọc không? Thì đó, tôi đâu có biết chữ đâu. Cháu của tôi á, nó tới đây nó đọc giùm tôi, nói cho tôi nghe, tôi nói cho ông biết. Ủa, ví dụ như là mình Hồng Loan chưa có biết ha, không biết chữ thì họ sẽ cho mình hình bằng cái gì? Cái hình hả? Ừ, chẳng hạn như hình tròn, hình vuông hay là hình chữ nhật chẳng hạn vậy. Còn nếu mà không biết hình á thì hoa, hình thú vật. Con mèo, con chó, con vịt gì cũng được. Mình nghĩ chắc vậy. Chắc vậy, Lộc đoán thôi. Không biết phải không những cái gì. Ok, ngày hôm nay Lộc và Loan kính gửi quý vị một số thông tin và nụ cười nho nhỏ. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Loan Lộc cảm ơn quý vị rất là nhiều đã yêu thương, đã chia sẻ và cũng đã góp ý những chương trình cho Loan và Lộc. Loan Lộc luôn mong nhận được like, share, subscribe, comment và view từ quý vị. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại. Tôi thưa nha, làm dụng nha.